Hello, xin chào mọi người. Welcome back my channel. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình nói YouTube em này. Và hôm nay mình có một thông tin đó là về lịch thi đấu cũng như là cái danh sách các đội thi đấu cũng như là các trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Mình sẽ cập nhật cho các bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết được lịch thi đấu của các đội sẽ đã được sáng tỏ rồi. Đội nào sẽ đánh đội nào. Và ở trên Guardian Sister Esports họ đã viết một bài này. Đây là The Official CIL Final Bracket After an Instancy 1v1 Seeding Tournament SK Gaming và Pha Gaming. Hai đội cực kỳ là phải nói là cực kỳ là thuyết phục. Cực kỳ là thuyết phục bởi vì là họ đánh rất kinh. Thì phải nói là SK là một team quá mạnh chứ mà là mạnh nữa. Quá mạnh luôn. Còn với Pháp Gaming thì ngày hôm nay một điều bất ngờ mình sẽ nói sau khi mà tại sao phải nói là Pháp hôm nay tự nhiên có một cái bộ mặt kinh khủng như vậy. Đó chính là nhờ ai? Rắc. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ đi qua một chút. Về lịch thi đấu thì là Team Liquid sẽ cùng nhánh với lại ONG, sau đấy là sẽ đấy, một trong hai đội này sẽ đánh lại SK ở vòng bán kết. Còn với bên kia thì là Nova Esports và VMG. Thực sự đây là rất là buồn khi mà hai team này đều đến từ Trung Quốc. Chơi rất là buồn. Mình nghĩ là sẽ một cái điều gì đấy đặc biệt hơn. Ví dụ như ONG sẽ đổi sang bên này, hoặc là Liquid sẽ đổi đánh với Liquid sẽ làm bên này, sẽ là hợp lý, sẽ là tuyệt vời hơn và perfect hơn. Nhưng mà đây là một cái bảng phía bên phải này, chúng ta thấy là Nova sẽ đánh với VMG và sẽ gặp Pháp ở phía nhánh phía bên phải vào bán kết. Thực sự nhưng mà nói thì đối với những chỗ đội mà đã vào vòng đến thời điểm này thì thực sự là họ đã rất là mạnh rồi. Họ rất là mạnh rồi. Và đội nào cũng mạnh. Mọi thứ đều có thể vẫn xảy ra. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình vẫn nghiêng là khi mà các trận bán kết mà giữa vào các đội phía bên này và bên các đội phía sau mà đi vào mà gặp Pháp và gặp SK là gần như thua vì Pháp SK quá mạnh. Và đây là seeding results. Seeding results thì họ đánh theo kiểu là đánh tất cả một lượt luôn, vòng một lượt. Và chúng ta có thể xem đây, với SK thì họ thắng 4-1, thắng 4, họ thắng Nova, họ thắng Nova, họ thắng ONG và họ thắng VMG với tỷ số 2-0. Tuy nhiên họ lại thua Liquid với tỷ số là 0-2. Tí nữa về những cái deck hoặc là những người nào chơi thì mình sẽ cập nhật sau. Bây giờ là mình chỉ đi qua là kết quả thôi. Ví dụ như bên phối Pháp thì họ lại thua SK 2-0, thắng Nova 2-1. Giờ đây thì kết quả đây thắng 2-1 gần 2-0. Và có một điều đặc biệt đó chính là với những đội khác thì họ rất nhiều player, ví dụ như 2-3 player sẽ đánh thay nhau đánh. Còn đối với lại Pháp Gaming thì chỉ có một mình Jack thôi, chỉ có một mình Jack, only Jack đánh tất cả game đấu. Thực sự lại phải nói là Jack là một người đánh rất kinh khủng. Còn đối với lại SK Gaming thì họ cũng họ cũng gọi là cũng có Sosam và Sosam và một player nữa, mình nhớ không nhầm. Còn đối với những các team khác thì họ có 2-3 player, họ cũng đánh cùng thay viên nhau đánh. Còn đối với lại Pháp thì chỉ có một mình Jack, chỉ một mình Jack. Nên phải nói là Jack là Jack thì good. Còn Nova thì họ thua SK, họ thua Pháp nhưng họ lại thắng các ba team còn lại, Liquid 2-0, 2-1 này, ONG 2-0 này và VMG 2-1. Thực sự là team VMG thua, không thắng một trận game nào luôn. Thật sự là trong các 6 đội này thì mình đoán là VMG họ sẽ team yếu nhất trong tất cả các bạn đội. Mình ngay từ ban đầu mình đã đoán ngay là đội này là đội yếu nhất rồi. Và không một trội. Đôi khi là cái meta của bên China họ cũng không bắt kịp được với lại thành các play meta của các nước thôi. Trong các khu vực khác. ONG thì có TNT và một player nữa hay sao? Thì ONG thì OGN. Thì OGN họ là thua SK, thua Pháp, thua Nova, thắng Liquid và thắng VG. Thực sự có một điều rất buồn nữa mà mình muốn nói ở đây, đó chính là nếu các bạn không biết thì đây là một thông báo rất là buồn. Sugar Goblin, một key player của
Sugar Goblin, Sugar có Team Liquid cũng như là Sugar TS và Sugar Goblin là hai player của Team Liquid đã bị miss visa. Mình không hiểu tại sao đối với những nước châu Âu mà khi mà xin sang xin visa để sang Los Angeles lại lại bị miss visa, mình không hiểu. Vấn đề tài chính hay sao hay là vấn đề gì nào nữa? Mình không nghĩ là những cái nước châu Âu mà xin sang xin visa để sang Mỹ thì lại khó như khăn như vậy. Nếu mà khó, ví dụ như những cái nước châu Âu mà nó sang xin visa để sang sang Mỹ là khó một rồi, thì ở Việt Nam là khó 10 luôn. Cũng như là Sugar TS anh ta là đến từ Brazil và anh ta cũng miss visa, anh ta không thể xin được visa bởi vì là một vài điều kiện gì đấy. Rất tiếc cho hai player này. Mình rất tiếc, rất 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 muốn là với một cái bảng như thế này, với một cái bảng như thế này, Liquid sẽ mình vẫn có một trận đấu đỉnh cao giữa TNT và Sugar Goblin. Tuy nhiên thì không, rất là đáng tiếc. Mình sẽ không được thấy là Sugar Goblin cũng như Sugar TS thể hiện trong cái bản này. Và có một điều đó là Eagle. Các bạn biết Eagle là ai không? Eagle, anh ta là một người chơi giống khá giống với lại người Việt Nam. Đây, đây là Eagle. Anh ta nhìn giống người Việt Nam hơn là người Trung Quốc. Thành thánh Bồ Tát Gốt. Và nếu mà các player Việt Nam, nếu mà đã chơi từ rất lâu rồi thì các bạn biết là anh ta thường push cho cái nick Midfinger, và Midfinger là luôn luôn là nằm top low, global cũng như là local của Việt Nam. Đây là một điều khá trùng hợp, nhưng mà mình phải nói là những Eagle của anh ta rất giống người Việt Nam, rất giống người Việt Nam. Và đây là đội hình của team Liquid, và có đó là cả Digobee, Eric, Suko ở đâu, Eagle và Canario. Đây là bốn player chính và sẽ đây. Không có Suko GS và cũng không có Suko DC. Và đây, chúng ta đây là một trang web mà RareAPI.com, là một trang web để check tất cả các mọi thứ là check everything ở chỗ Clarion. Các bạn muốn cần gì các bạn lấy đây, RareAPI.com. Đây là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái mục này CRL, và kết vào một cái này sẽ ra một cái tab này. Đây, đây là tất cả các cái kết quả ngày hôm nay. SK, đây là thứ hạng các đội SK này, Pháp này, Nova này, Liquid này, OGN và WDMZ với tỷ số. Đây là những tỷ số, và chúng ta sẽ quay lại với một lượt là đây các player chính ngày hôm nay. Các player chính ngày hôm nay đó là SK Gaming, họ có là Moten, Sosam, Sakuramos và Elsio. Đây, SK họ có 3 player thì đây là Pháp có mỗi một mình Jack rồi, vì vậy bạn nói là Jack là Good, Liquid thì có Canario, OGN thì có Dandelion và TNT, WDMZ thì có Solomon này, có Hire và có Novacy. Đây có Eagle bên team Liquid nữa, Little Chen của Nova Esports này, chúng ta cũng có Elsup Nova Esports. Đây là họ sắp xếp cả tỷ lệ là win 100% win 100% win, đánh 4 win. Đây là các player đó là SK Gaming quá mạnh, SK Gaming quá quá mạnh luôn. Ok, chúng ta sẽ đi vào một vài game đấu của Zac, và đây mình sẽ tìm một vài đấu của Zac đây. Zac với Sosam, đây là một phải nói là một game đấu rất hay, bởi vì là với Sosam anh ta nó có tỷ lệ win của anh có rất cao. Và khi anh đi đây là một trận, nhìn qua cái deck của tất cả các replay thì không được record lại, tất cả các replay thì không được record lại, vì vậy là mình chỉ nhìn qua được là các gọi là thế trận thôi. Có những đánh giá được là giữa deck này với deck này sẽ như nào. Các bạn thấy nói là deck này là quá nhanh và quá nhiều spell, đặc biệt là có Rhyme và có cả Magic Archer, là thực sự để mà xoay ra một con Magic Archer thứ hai để mà counter được Lava và Miner quá đơn giản. Hơn nữa trong này có cả Zap và Bat nữa. Thực sự là trong game này quá khó cho Zac. Một pha hack mất chấp. Hai, ở trong cái game thứ hai này thì mình thấy là khi cái deck deck của Sosam anh ta có một lợi thế, đó là anh sử dụng Magic Archer và anh ta bắn rất xa, hơn nữa là có dụng tank và Dark Prince, có Ram và có P.E.K.K.A, còn như là Bandit. Thực sự đây là một cái bất chấp cũng thiên
gọi là 55-45 cho Zach luôn, cho Sosan luôn, khó cho Zach. Đây một bên đấu của Little Chen và Zach, chúng ta cùng xem được là Zach sẽ đánh cái gì. Game đấu đầu tiên Zach chơi web jab và Little Chen thắng. Nhưng mà grab jab, thực sự là grab jab mà sử dụng fireball là một điều nó không hợp lý một chút nào. Bởi vì là grab jab nó thường nó sẽ đi poison hoặc lấy fizzy, thì nó sẽ rất là sức mạnh của nó rất là mạnh luôn đấy. Nhưng là combo nó không thể đi, không thể thiếu được. Ở game đấu thứ hai thì Little Chen anh ta không đổi deck vì game đấu đầu tiên anh thắng. Tuy nhiên thì trong cái game này thì có một điều rất là buồn, rất là tiếc cho Little Chen mà anh ta lại sử dụng Earthquake. Nhưng anh ta mà sử dụng một cái spell gì đấy như kiểu là poison hay là một cái fireball thì gần như là cái thế trận đang đảo ngược lại. Bên này thì Zach anh ta lại không chơi, anh chỉ có môi giáp và tornado thôi. Nhưng mà Earthquake ở trong cái game này thì nó không có hợp lý một chút nào, bởi vì là Earthquake nó không giết được một con nào hết á. Nên là game video này thì nghiêng về Zach và Zach đã thắng. Còn Little Chen ở trong game thứ 3, Zach lại không đổi deck. Thực sự là đây là một những cái deck nó khác. Chúng ta cũng thấy là Zach đã chơi rất nhiều với những cái game đấu về Specca, nhưng mà chủ yếu anh ta chơi deck cycle nhiều hơn, những cái balloon cycle hay là hot cycle hay là minor cycle, những cái deck cycle đấy. Thì cái deck này Little Chen thì anh ta cũng không đổi deck mà anh ta sử dụng một con Earthquake. Ở trong cái game đấu này thực sự là Specca khi mà anh thả Elixir Golem thì gần như là quá, giữa Specca và Elixir Golem thì Specca ăn 100% luôn. Chúng ta sẽ đến một game tiếp theo, Zach đầu Zach Sosan này, Zach Eagle. Chúng ta xem đây là một cái trận đấu rất hay này. Zach cái đấu đầu tiên thì Zach chơi Hawk Earthquake với lại con đây thực ra cái phiên bản đầu tiên của anh ta đó là con Van Key chứ không phải là Mega Man. Còn với Eagle của anh ta thực sự mình thấy là Eagle anh ta giờ chơi la gọi là Motagot rồi, chứ anh ta sử dụng những cái deck khác anh ta không mạnh. Mình đã xem anh ta đánh rất nhiều rồi, anh ta không mạnh. Vì vậy là ở trong game đấu này có một điều đó là khi anh có một cái điều đó là Zach anh ta có Archer, có Mega Man và anh ta có Furnace C. Anh ta có Infernal Tower nhầm, anh có Infernal Tower và counter lava cực kỳ tốt. Ở trong game này nếu mà Eagle anh ta mang là anh ta mang Balloon thì anh ta sẽ có thể ăn được, nhưng mà trong cái game này anh ta không, anh trợ truy mạnh được thì rất là khó. Một game đấu thứ hai Eagle anh ta chơi Hawk, thực sự cái deck này Hawk không ăn được luôn. Eagle anh mình đã từng xem rất nhiều game mà Hawk Earthquake đánh với lại Golem, đánh với lại Royal Lightning thì gần như là không thể ăn được, không thể ăn được luôn. Còn với cái game đấu thứ ba, một game đấu cực kỳ là phải nói là Eagle anh ta không đổi deck. Các bạn biết là Eagle anh ta gọi là giấu deck ở trong cái bài này, nó giấu deck luôn vì anh ta chơi rất nhiều Mota thì bị anh sai. Zach cũng hiểu một điều là nếu mà Eagle chơi Mota thì Zach sẽ có lợi thế, bởi vì Zach là chơi Earthquake, vì vậy là Zach sẽ thắng. Nhưng mà trong game này rất là hay, bởi vì là trong có một cái điều rất là hay là trong cái bài này chơi Giant Skeleton và Bone Tower counter cực kỳ tốt. Mà hơn nữa là trong cái game đấu này khi mà Eagle của anh ta thả Furnace thì chắc sẽ dùng một con thôi. Magic Archer sẽ bắn ngay cầu và cộng với lại một đoàn Roy Hawk thì thường combo đấy nó sẽ giết được cái Furnace và có thể lao trụ. Hơn nữa là trong cái bài này thì Zach sử dụng con Giant Skeleton để defend ngay cầu cộng với lại Bomb Tower cực kỳ là tốt. Nhưng mà mình nghĩ là Zach matchup này nó chỉ có 55-45 thôi, nên còn tùy vào kỹ năng. Một game đấu nữa là Zach à? Zach với Hire, mình nghĩ là 3-0 này nó đánh 3-0 liền, đánh chạm 3. Đánh chạm 3 tính tổng, sao nhỉ? Sao lại 3-0 nhỉ? Này có vấn đề không nhỉ? Mày chỉ 2-0 nhưng sao lại 3-0 thế? Chắc là mình nhầm. Zach với TNT, đây là một trận đấu mình quan tâm nhiều. TNT anh ta chơi Minor Poison với lại, Minor Poison với Lava. Bên này là Mai cũng là Lava. Mota chip gọi là chip Feta với lại Mota với lại Miner đi. Thì thực sự đấy mà nói là deck này ở trong cái bài này Zach sẽ cố gắng là cycle Mota này, bát và con
con Muscity thì vào trong cái bài này rắc matchup này sẽ hợp lợi thế hơn rất nhiều cho rắc, bởi vì là trong trong cái game đấu này thường thì rắc anh ta sẽ cố gắng là đẩy đẩy cycle con Muscity hơn là anh ta thả một con mi, anh ta chỉ thả con Vanquish khi mà để counter thực ra là để làm tanh mini tanh thôi chứ không phải là để counter một nào ấy. Trong cái bài này thì rắc thắng. Matchup này thì thiên về kỹ năng nhiều hơn. Game đấu thứ hai thì TNT win, anh ta chơi Elixir Golem, Dark Prince, Muscity. Thì matchup này mình thấy là TNT có lợi thế hơn một điều, bởi vì là anh ta bởi vì rắc là anh ta sử dụng Earthquake và Royal Giant. Cái matchup này có Muscity thì là lợi thế lớn nhất rồi. Bởi vì Earthquake nó không giết chỉ con Muscity, mà thay vì đó là bảo kê được con Muscity, và con này là rất là hợp lý luôn. Game đấu thứ 3, Zac lại thắng, Zac lại sử dụng cái deck này. Zac lại sử dụng cái deck vừa đánh với Eagle. Thực sự đấy mà nói, cái deck này mình thấy là thiên về việc mà thả con Magic Archer sẽ counter counter Red Giáp ở phần dưới. Hơn nữa là Royal Giant sẽ defend ở ngay cầu để chặn tank lại, chặn tank của họ lại. Và thường thì ở trong cái matchup này thì mình nghĩ là Zac sẽ luôn hạn chế, mình nghĩ là không ít khi thì thả bom thơ đấy. Nhưng matchup này thì mình phải nói là một matchup rất là hay đấy. Nếu mà mình được xem thì mình phải nói là rất hay đấy. Vì những thẻ này nó rất với web giáp classic cơ bản thôi, nhưng mà gặp những cái deck nó khá dị dị thế này thì không biết là đánh như nào. Cũng như là kiểu là mình thả Royal Hawk để chặn, để cộng với lại phân cộng với lại Magic Archer để bắn cái Tombstone này. Còn Ruby đây là tất cả những cái, các mọi người có thể check lại tất cả các game đấu ở đây cũng như là mọi thứ kết quả ở đây. Ok, bạn cập nhật như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Subscribe.